Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong ngày 28 tháng 10, nhiều nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa đã có mưa trở lại sau gần 20 ngày hanh khô, song lượng mưa chưa đáng kể. Ngày mai 29 tháng 10, vùng mưa tiếp tục duy trì tại khu vực Việt Bắc và Tây Bắc của Bắc Bộ, nhưng gia tăng thêm cường độ, có mưa vừa, mưa to, trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, nhưng lưu lượng nhỏ hơn, chỉ khoảng 20-50mm. Từ khoảng gần sáng ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ở Nam Bộ, trong các ngày từ 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, nhiều nơi cũng sẽ xuất hiện đợt mưa rào lớn. Các khu vực ven biển Nam Bộ còn chịu tác động của nước biển dâng, triều cường tiếp tục lên cao hơn mức dự báo ban đầu. Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10, mực nước biển tại trạm Hải Văn Vũng Tàu có thể lên tới 4,15 đến 4,2 mét, mức cao nhất theo dự báo cũ là 4,15 mét.